Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì mình cũng có xem nhiều trên mạng là có hai vợ chồng khờ đang sống ở gầm cầu, cũng rất là tội nghiệp nha. Hôm nay thì mình cũng tìm đến nơi của hai vợ chồng khờ để quay clip và chia sẻ cho các bạn cùng xem nha. Thì các bạn hãy đi theo chân mình đi vô nhà hai chồng khờ nha các bạn. Đây nè, theo các bạn, đó là ở dưới, đang sống ở dưới gầm cầu đó. Thì rất là tội nghiệp nha. Anh em mình đang xuống thăm vợ chồng khờ nha các bạn. Vợ chồng khờ hiện giờ cũng rất là nổi tiếng trên YouTube nha các bạn. Thì ở dưới gầm cầu này cũng có rất là nhiều gia đình sống nha. Đây là mình đang xuống chỗ gia đình khờ nha các bạn. Đây nè, đây là gia đình khờ. Chào chú. Nãy giờ điện tôi hoài vậy cô nương? Điện coi ơi, làm gì? Làm gì? Hai chồng khờ hiện đang ngủ trưa nha các bạn. Ăn uống gì chưa? Ngủ rồi. Chưa. Đang sửa sạn đi. Đi đâu? Đi ăn. Đi ăn quan trọng là ai dẫn đi ăn? Chồng dẫn đi hả? Rồi ai trả tiền? Chồng dẫn luôn hả? Hai người hai xài hai ba tờ được. Hai ba tờ gì? Cha con mới cho 2-3 tờ 50.000 ăn hết rồi. Trời ơi, ăn hết 50.000 luôn. Còn có chiếc xe có khóa lại không? Có. Ừ, khóa xe lại nha. Khóa rồi, chỗ khóa để trong này, chồng cái thủ này. Đây làm bán số chưa hả? Sẽ làm bán số chưa kìa anh Thảo kìa. Đó, trời ơi, con một bọc đây nè chị ơi chị. Đây là chỗ này để tiền của chị đi hả? Ê, cái này để đồ. Để đồ hả? Mơ mồ đồ. Ủa nghe anh hỏi cái xe này làm bán số chưa? Dính cái giấy chủ quyền chưa? Có rồi. Rồi chừng nào lấy giấy? Con giữ đây nè. Xe mới rồi, ngày hôm qua mới được anh Kha mua xe mới nè. Còn ở dưới này thì để đồ chơi. Còn ở dưới này thì để đồ chơi. Cái xe này đứng tên chú Quyền. Con đứng Quyền á. Chồng hay vợ? Đứng tên hả? Dạ. Miếng giấy đâu rồi con? Tủ mới mua rồi hả? Vừa mới mua. Ôi. Giờ chồng giờ là cái gì cũng mới chứ á. Thấy niệm này đẹp quá, có hình Doraemon nữa nè. Mất tiêu cái miếng giấy tính xe rồi. Trời, mất tiêu để đâu ai trộm mất tiêu rồi hả? Xe. Rồi ngày mai chú chở về nha. Tại vì hôm bữa chú gửi ra trên ngoại của con đâu. Nè. Con mất tiêu rồi. Vừa với xài nè. Cho mấy cái xài được. Đây nè, giấy con đây nè. Đây là giấy giấy chủ quyền xe đi ha. Giấy bao hành cô chú anh chị mà em nói là giấy chủ quyền. Ờ đây là gì? Chìa khóa, có chìa khóa xe luôn. Ngày qua mua cho khóa đây nè. Khóa lại đi để thôi là hồi là bị mà ăn rồi mới phá. Bị chú Kha mà dẫn về đó. Ăn rồi mới phá. Này ai mua? Chú Kha bữa hổm chú Kha mua đem xuống. Rồi cái chìa đâu rồi? Cái chìa vô cậu ba giữ kìa. Ừ, mất cái chìa là hư ổ khóa này nha. Đây là nơi ở của hai vợ chồng khờ nha các bạn. Rồi, đây là cái căn ấm niệm em này được bấm gì vậy? Bấm điện thoại. Bấm coi gì? Bấm coi gì vậy? Bấm điện thoại đi bấm bài. Không bấm coi gì? Coi gì biết đâu. Không biết sao? Này có đầy đủ mọi thứ rồi. Dẹp đi con. Dẹp chứ. Dẹp đi. Thôi phá. Ba cái chuột phá này, cái tủ này không biết để dạng rồi mấy ký à. Rồi chuẩn bị đi nè, đi ăn nè. Đi nè, Dũng không? Ủa kêu bằng Dũng hả chứ không kêu chồng hả? Cậu ba. Cậu không à. Đây lục bình đó. Ra đi dẫn chiếc xe trên trời. Dũng xe ơi. Dạ. Không, chiếc xe chở rồi chồng chở đi ăn. À, dẫn siêu xe. Dạ, dạ. Dẫn siêu xe đi. Siêu xe đó. Rồi, góp giấy tròn tôi kìa. Giấy rồi. Rồi, cái giấy này là quan trọng lắm, cái cặp quẹt đó. Xe đó. Rồi, kèo quẹt cắt vô túi hả? Bỏ nhà đi. Đây. 1.9 mà tao biết được hoàn cảnh gì tao bớt còn ra dẫn xe lên đây. Rồi chị dẫn đi vậy. Mấy chú ơi, ra dẫn xe lên đây. Rồi rồi. Kêu cô ba đi theo cả. Kêu cô ba theo trả tiền nha. Dạ. Ừ. Hả? Ừ, làm lại hết toàn bộ luôn á. Giờ nó dựng mới không đó. Nó còn gì cũ đâu. Rồi dẫn lên đi con.
Ờ đây. Dạ. Anh em thấy anh là bị cái chân bị gì anh? Bị nhức khớp á. Nhức khớp hả? Đây là toàn cái cảnh nơi của hai chồng khờ nha các bạn. Nè, thấy không các bạn? Ở dưới mà sông. Cái này ta gọi là dưới gầm cầu nha, rất là tội nghiệp nha. Đây là không các bạn. Ở đây là có cũng hai hộ lận. Đây là hộ ở trên cũng anh em gì của hai chồng khờ nha. Thì giấc này đi đâu rồi mình cũng không gặp. Thì mình chỉ gặp hai chồng khờ ở đây thôi. Nó mà cái nơi ở của hai chồng nè. Đây là ở dưới gầm cầu nha. Đây là trên cái cầu nè, thấy không các bạn? Đây là dưới sông. Đây là thấy rất là bề bộn các bạn ơi. Rất là tội nghiệp. Đây là nơi ở của hai chồng khờ nha. Quen nhau sao? Con đi qua nhà xin tiền. Đúng rồi. Bây giờ nghe chú hỏi nè. Hồi đó con với Dũng quen nhau bằng cách nào? Ai cua ai trước? Nếu cô qua bước nhà qua nhà nó trên tiền. Rồi cái mẹ sắp vô cứu luôn. Con qua rồi nhà nó rồi. Chứ cái đó là con nói phải chứ nó giỡn đâu à. Trời ơi thiệt á hả? Ừ. Bao lâu thì cưới? Đi qua nhà mẹ bán rau. Ừ. Cái qua nhà chú ta qua nhà chồng con nè. Xin tiền. Cái mẹ gặp mẹ cái kêu bà mẹ. Bà mẹ luôn. Ừ. Ghê không? Mẹ không à. Cua luôn. Thế khi nào mà chồng chịu? Chồng cưới luôn mà. Bà làm đám cưới, bà làm đám cưới luôn chứ bộ. Đám cưới lớn nhất thị trấn này luôn á. Không làm cô dâu nha. Sao kỳ đám cưới làm cô dâu? Ê chị, cách cua làm sao vậy? Cua làm sao? Ủa giờ anh tỏ tình với anh sao anh Dũng? Tỏ tình sao? Lúc ấy nói sao mới chồng? Hồi đó bà dì Năm nói thiệt mà. Nói sao? Hồi bà Năm á bà nói ghẹo thằng Dũng. Ừ ghẹo sao? Ghẹo ra thử ghẹo lại cái coi. Ghẹo thằng Dũng thì bà Năm bà nói có thì nói nha. Mà ghẹo sao mà Dũng thì chịu á? Ý chị hỏi này nói sao mà ông Dũng chịu kìa. Bà cùa bà lỗi đó. Bà nói nãy bà lên clip bà nói đó. Bà nào? Bà mẹ. Nói hồi đó cua sao, nói sao? Giờ con còn không biết luôn. Quên rồi. Luôn lâu có là em yêu anh không? Em yêu anh à, anh yêu em gì không? Có nói yêu thương gì không? Lâu quá quên rồi. Hồi đó có làm đám luôn mà. Cái gì Năm kể là kêu lên hát bà bé bé bồng bông gì đó. Bé bé bồng bông. Ừ, anh nói bồng bông à. Cô dâu hát bà bé bồng bông à. Cho ly trà đá đi chú ơi. Dữ dằn. Hả trời. Bây giờ ăn no chưa? Còn kia lấy bọc về múc về nhà. Trời ơi, đúng rồi, mình xin được không? Đúng rồi. Hôm nay ăn gì vậy? Ăn món gì? Ăn gì? Gà. Gẩu gà hả? Gẩu gà. Wow, thấy hấp dẫn quá nè. Gà. Wow. Ăn hết chưa con? Ăn hết đi, nãy giờ. Ăn hết trong kén đi. Gà. Nãy giờ cậu ba gấp ăn hết đi. Hồi xưa là sao nha, hồi xưa là cái anh Dũng đó là không ấy, không có bệnh bình thường phải không? À. Thì theo như lời chia sẻ của mẹ em Dũng là trước 5 tuổi đó là Dũng như một đứa trẻ bình thường. À. Từ lúc mà 5 tuổi trở lên thì bị khỉ cắn. Khỉ? À, bị khỉ cắn. Khỉ cắn rồi. Kêu liền trà đá là xuống. Giống như là không biết gì luôn, là nói gì Nam kể là mẹ Dũng đó. Dạ xem mình trà đá gì đâu. Không biết nói hả? Không biết gì luôn. Khờ luôn. Rồi, rồi giờ anh Dũng anh có nói chuyện được không anh Kha? Dũng hả? Ừ. Nói chuyện bình thường. À. Hiện tại bây giờ là Dũng còn biết hơn là người vợ. Người vợ là không có biết tiền luôn. Ví dụ giờ đưa 10.000, 1.000, 2.000 là không biết được tính. À. Còn Dũng thì biết. Lúc trước Dũng thì cũng hay đi bán vé số. Dũng cũng hay bán vé số. Mà hôm bữa Dũng kể á, Dũng đem vô nhà ta bán vé số, bán cho một người phụ nữ á. Vợ ngoài chữ rủ mẹ mày người khác mày mua chồng tao. Ghen hả? Rất luôn rồi. Ghen luôn kìa. Bây giờ anh hai vợ hai vợ chồng của em này sống bằng nghề gì? Hai vợ chồng em này thì mua dây chai. Một chai. Dây chai nếu không có thì đi lượm dây chai luôn. Dạ. Nói chung là cuộc sống rất là vất vả. Nhưng mà được cái là rất là hạnh phúc. Thương vợ đó. Thương lắm. Thì các bạn thì đây là một cặp vợ chồng khù khờ nha các bạn, nhưng mà sống rất là hạnh phúc với nhau. Theo như anh Kha anh chia sẻ nha. Đây là hai vợ chồng sống ở thị trấn Miên. Khá là hạnh phúc. Cầu Đẳng á. Cầu Đẳng hả? À, có hoàn cảnh ở dưới gầm cầu phải không? Anh Dũng no chưa anh Dũng? No.
chiều về khỏi cơm hả? Chiều về khỏi cơm ha. Đó là đứa bé mà trai mà đâu biết con cơm đâu. Không biết luôn. Bây giờ biết chứng lĩnh chú lúc trước là buồn chất luôn. Đi con cân đưa cho người ta cân rồi người ta tính tiền rồi vậy đó. Chứ từ đầu tính tiền trả luôn. Mà không có ăn gian cho thấy hoàn cảnh gì đâu mà thương hết ra. Nhiều người ta cho ta không lấy tiền. Hai vợ chồng được mấy đứa con rồi? Đó. Đứa gái hả? Bé rất là tươi, rất thương chú Kha. Rồi nãy sao nghe chú Kha nói như có bầu nữa phải không? Có đâu. Thì lao. Sao bụng bự vậy, ăn no hay vậy? Vậy mà chú Kha nãy chú Kha nó có bầu nữa rồi. Không. Bây giờ có bầu con mừng không? Không. Không à. Em ngon. Ví dụ như bây giờ có bầu sau này. Ôm ngán hả? Ôm ngán. Có bầu ôm ngán cực hay sao? Cực. Nó mệt mình hả? Mệt. Đứa bé bên kia dễ cưng quá bạn. Đứa bé đi học hả con? Đi học mới trước về đó. Đi học trường nào hả? Trường bên nhà thờ bên đó. À, gửi mẫu giáo phải không? Gửi nhà thờ. Ở đây cái nhà thờ. Nhà thờ. Nhà thờ bên cầu nè. Dũng ăn nữa đi Dũng. No quá rồi. No quá. No quá. Ăn hồi con cũng mất luôn nè. Một ngày đi mua da chai về được bán bao nhiêu tiền? Lụm rồi bán được nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn hả? Đâu mà dữ vậy? Mấy chục ngàn chứ mấy trăm ngàn gì? Mấy trăm mấy chục. Không biết tiền, không biết tiền hết ra. Nhưng anh Dũng biết không? Dũng biết cái bệnh. À, còn vợ bù cấp. Đưa tiền nó không biết tiền. Bây giờ đưa 5.000 nó không biết nữa. Dạ. Rất là khổ nha các bạn, không có biết tiền. Đi mua da chai giống như mua được nhiêu được thôi. Nhưng mà được cái nghe anh Sa chia sẻ là hai vợ chồng rất là yêu thương nhau. Để cầu ăn rất là hạnh phúc, sống với cầu ở gần cầu rất là hạnh phúc. Hai chồng thấy bữa hổm thấy chỗ Kha Đồng Tháp quay hung nhau quá trời luôn mà. Thương hả? Con tên gì? Thanh. Hả? Thanh. Thanh. Đúng rồi, Thanh. Tên gì? Thanh đó mà kêu Thanh. Thanh. Đó. Kia. Ngon quá. Ơi. Đây trà lá nè. Nhiều hôm nay được mấy anh bạn ở phương xa đãi cho đôi vợ chồng. Món nó món gì? Thịt gì anh Kha? Thỏ gà, thỏ. Thỏ nướng. À thỏ kia nước mắm. À, trời hay. Lẩu gà. Cái gì á? Làm gì hoài á? Đâu tùm lum hết trơn rồi. Đâu quá. Không có gì đâu. Cái khẩu trang này nè, để đây đi. Ăn đổ tùm lum hết trơn rồi. Lấy giấy chùi nè. Đổ chao tùm lum hết trơn rồi. Đổ chao hả? Chấm chao. Gà này gà nồi ha. Gà nồi. Gà nồi này làm món này ngon không? Nồi mới để vô chưa?